không chơi nha. 25 cái thôi nha em. Rồi, mỗi lớp chúng ta sẽ đầm 25 cái nha các bạn. Đầm 3 lần. Đúng quy trình của Nhật đó, đúng không? Chia ra 3 lớp, mỗi lớp đầm 25 cái. Rồi. Thanh sắt thì phi 16, dài 6 tấc. Đâm luôn à? Vậy. Vậy là chém chém độ tháng đấy nhỉ? Tại đang chỉnh tối anh. Tối à? Ê. Sorry. Đang chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo. Đây. Đo đẹp. 10 gần 12 các bạn. 11 năm rồi. Rồi. Như vậy độ sụt này là 10 cộng trừ 2, như vậy này nó đạt rồi. Ok. Quay luôn rồi. Bao nhiêu này? Rồi. Ở luôn đi.